xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay. Các bạn ơi, chị đang cố gắng nói rất là to, bởi vì là ở chỗ chị hiện tại cũng đang mưa rất là to. Thế nên là các bạn ơi, các bạn phản hồi cho chị biết là chúng mình có nghe rõ không nhá. Rồi, xin chào các bạn. Chúng mình ơi, chúng mình đã có mặt trong buổi học ngày hôm nay chưa nào? Rồi, ok nhá. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình có thể nghe hơi khó một chút xíu, bởi vì là chỗ chị đang mưa rất là to, không tách âm được cho lắm, thế nên là các bạn sẽ thấy hơi ồn ý. Nhưng chị cũng đang cố gắng là nói to hơn rồi, nên là các bạn chỉ cần là phản hồi cho chị biết là chúng mình có nghe rõ không ạ. Rồi, xin chào chúng mình nhá, xin chào các bạn. Và đừng quên cái cú pháp điểm danh của chúng mình mỗi khi vào học nhá. Đó là gì? Chúng mình vào học cái là chúng ta sẽ bình luận với cú pháp họ và tên cùng với cả dòng chữ đã vào học. Đồng ý không? Rồi, xin chào chúng mình. Chị đã thấy có rất nhiều bạn vào học rồi đây, nhưng mà không biết là các bạn có nghe được không thôi. Chúng mình ơi, chúng mình có nghe rõ không ạ? Các bạn ơi, chúng mình có nghe rõ không? Minh Anh có nghe rõ không nào? Rồi, Trần An có nghe rõ không? Phản hồi cho chị biết đi. Kim Ngân nữa này. Xin chào các bạn. Nghe rõ đúng không? Ok, thế thì chị cũng sẽ cố gắng là nói to như thế này, hoặc là to hơn nữa để các bạn nghe dễ hơn nhá. Gọi là nói tranh với cả ông trời luôn đấy. Ông trời hôm nay cho một trận mưa to khủng khiếp luôn. Mà các bạn cũng thấy nhỉ, chị cũng không biết là phải gọi khóa học này là khóa học gì nữa. Chắc là đây không phải khóa học mùa hạ đâu, mà là khóa học bất ổn. Đúng không ạ? Bởi vì hôm thì mạng chập chờn, đến hôm mạng mượt mà hơn thì lại mưa to. Rồi, nhưng mà không sao, hiện tại chị đã có mặt ở đây rồi. Các bạn hãy mau chóng vào học cùng với chị nhá. Ồ, hiện tại chị mới thấy có khoảng độ 40 bạn vào học thôi ạ. Nào các bạn ơi, bạn nào ở trong nhóm chat của lớp thì giúp chị là gửi link của buổi học này vào trong nhóm chat để gọi các bạn khác vào học nhá. Đồng ý chưa? Nhóm của chúng mình thì ngày càng đông thành viên, thế mà lại ngày càng ít các bạn học, thì chị sẽ cần phải xem xét về cái việc là có lưu lại những phần video này hay không. Bởi vì ít bạn học thì có lẽ là chúng ta đang không cần thiết và chưa quan tâm, đúng không? Đấy, nên là chỉ có những bạn nào vào học trực tiếp thì chúng ta theo dõi được thôi. Nên các bạn hãy cố gắng động viên nhau là tham gia học đầy đủ nhá. Xin chào anh Thư này, xin chào Phương Uyên. À các bạn ơi, về việc tham gia nhóm chat ý, một lát nữa có đông bạn vào học hơn, chị sẽ hướng dẫn các bạn. Đồng ý chưa? Chị sẽ hướng dẫn chúng mình, bởi vì có rất nhiều bạn chưa tham gia được vào nhóm chat. Mà nhóm chat này thì đặc biệt quá, chị không tự thêm các bạn được, buộc là các em phải tự tham gia thôi. Đồng ý không? Mình sẽ đợi thêm một ít phút nữa nhá. Trong lúc chờ đợi thì các bạn sẽ mở sách giáo khoa ra giúp chị, đến với văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí hồi thứ 14 nhá. Chúng mình sẽ mở sách giáo khoa trang 64 ra giúp cho chị. Nhớ chưa? Rồi, xin chào các em. Xin chào Ngọc Linh, xin chào Kim Chi. Các bạn ơi, chúng mình đã vào học đông đủ chưa ạ? Nhanh chóng nhá. Đấy, thế nào mà hôm đầu tiên là hơn 100 bạn, 150, 170 bạn. Thế mà hôm nay mãi chưa được 100 bạn đây này. Các bạn lại đi đâu hết rồi? Các bạn lại đi đâu hết rồi nào? Rồi, xin chào Ngọ Hải, xin chào Tú Quỳnh. Các bạn đã quen dần với việc điểm danh rồi đúng không? Đấy, trong các khóa học của Học Văn Chị Hiên thì đều như thế cả. Nghĩa là các bạn vào học thì phải điểm danh để có chị trợ giảng theo dõi và điểm danh chúng mình vào cái danh sách rằng là em đã tham gia được những buổi học nào rồi. Xin chào Mai, xin chào Phương Hoàng, xin chào Gia Bảo. Hôm nay các bạn vào học lâu quá nên chị có dịp là chào các bạn được nhiều hơn này. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng quan sát ở đây để chị hướng dẫn các bạn cách để tham gia nhóm chat của lớp mình nhá. Nhóm chat của khóa học mùa hạ ấy. Đây là như thế này, đây là nhóm chat do Facebook tự thiết lập, thế nên là chị không thể tự thêm các em vào được. Các bạn sẽ làm thao tác như sau giúp cho chị nhá. Đồng ý chưa? Đây các bạn ơi, các bạn sẽ đầu tiên là các bạn sẽ tìm kiếm trang fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở giúp cho chị. Đó, đồng ý chưa nào? Sau đó ấy, các bạn sẽ kéo và theo dõi tìm đến cái phần sự kiện. Có thể là giao diện ở phía các em không giống như thế này đâu,
Bởi vì là chị là quản trị viên ở trên fanpage, thế nên là giao diện sẽ hơi khác một chút xíu. Nhưng mà các bạn thì có thể hơi khác, nhưng sẽ có cái phần là phần sự kiện. Thì các bạn sẽ vào đúng cái phần sự kiện là khóa học mùa hạ này nhá. Đồng ý chưa nào? Sau đó chúng ta sẽ kéo xuống này. Đây, ở bên cạnh cái ô truy cập liên kết thì chúng mình có thấy một cái ô có biểu tượng của nhóm chat. Đồng ý chưa? Chúng mình bấm vào đây. Đấy, bởi vì là chị đã tham gia vào rồi. đăng nhập bằng số điện thoại. Đồng ý chưa? Nghĩa là các bạn bấm vào đấy thì sau đó chúng ta sẽ có những cái cách để tham gia nhóm chat. Hiểu ý chị chưa ạ? Nhá, đồng ý không? Đấy, đấy chính là cách để chúng mình tham gia nhóm chat của khóa học mùa hạ này. Còn chị thì không thể tự thêm các bạn vào được, nên là các em cũng không cần phải nhắn tin cho chị để nhờ chị thêm vào nhóm chat nhá. Bởi vì là chị cũng không thể tự thêm được. Chị hướng dẫn như vậy, các bạn tiếp tục thực hành. Các bạn thử làm xem là có được không. Nếu như mà lại gặp cái rắc rối như thế nào, hay là chúng ta chưa vào được tiếp tục, thì chúng mình lại nhắn tin cho chị, hoặc là chúng mình bình luận ngay tại phần phát trực tiếp này nhá, để chị nắm bắt được tình hình và chị hướng dẫn các bạn những cái cách khác. Đồng ý chưa nào? Rồi, đấy, đấy là về nhóm chat của lớp. Tiếp tục ạ, tiếp tục thì các bạn ơi, ở đây chị muốn gọi là chỉnh sửa một chút xíu về cái ký hiệu ở trong buổi học hôm trước. Hôm trước thì chúng mình tìm hiểu về nhân vật Vũ Nương, đúng không ạ? Thì ở đây này, các bạn nhìn thấy ở trong cái dàn ý này thì chúng ta thấy là về Vũ Nương có hai ý chính là vẻ đẹp toàn diện và số phận bất hạnh. Chị gọi vẻ đẹp toàn diện là phần A nhỏ. Đấy, thế thì ở đây trong vẻ đẹp toàn diện sẽ có hai ý chính là vẻ đẹp nhan sắc và vẻ đẹp phẩm chất. Nên là ở đây vẻ đẹp phẩm chất phải là cái dấu sao, giống như là vẻ đẹp nhan sắc này này. Hình dung ra chưa ạ? Đấy, các bạn cũng sửa lại về phần ghi chép của mình nhá. Để chúng ta hiểu rõ và hiểu đúng về cái bố cục phân tích của chúng mình. Và trong vẻ đẹp phẩm chất này thì chúng ta sẽ có những cái ý chính, và các bạn sửa đổi cho chị ở đây là dấu gạch đầu dòng đi. Đồng ý chưa ạ? Nhá, dấu gạch đầu dòng là đoan trang hủy mị. Đó. Rồi tiếp tục bên dưới này chúng ta sẽ có những dấu gạch đầu dòng tiếp theo. Đó chính là gì nhở? À, đó chính là sự thủy chung này, đúng không? Nhá, sự thủy chung này. Rồi chúng ta có tấm lòng hiếu thảo này. Rồi chúng ta có tình yêu thương con này. Rồi chúng ta có cái vẻ đẹp cuối cùng, phẩm chất cuối cùng, đó chính là giàu lòng tự trọng và giàu tình nghĩa này. Đấy, thì trong đó ba cái ý này là chị đưa vào trong bài tập về nhà của các bạn, bài tập buổi số 1. Đúng không? Và hạn nộp của chúng ta sẽ là 24 giờ ngày hôm nay luôn á. Nên là bạn nào mà chưa hoàn thành thì sau buổi học này nhanh chóng hoàn thành giúp chị. Sau 24 giờ chị sẽ khóa lại phần bình luận. Nên là bạn nào mà nộp muộn ý là chúng mình không nộp được đâu. Nhớ chưa? Thế thì tại sao chúng ta lại phải làm bài tập về nhà? À, chúng ta đã cam kết ngay từ buổi khai giảng rồi là các bạn phải chăm chỉ làm bài tập. Bởi vì đấy là cách để chị có thể hình dung là các bạn hiểu bài đến đâu và các bạn áp dụng kiến thức, kỹ năng như thế nào. Đấy là cái lợi ích đầu tiên. Và tất nhiên rằng là việc các bạn chăm chỉ, tích cực làm bài tập trong khóa học này thì cũng là cái cơ sở và cũng là động lực để chị tiếp tục soạn thêm những phần tài liệu này, tổ chức thêm những cái chương trình để chúng ta có thể tham gia. Đồng ý không? Nên là các bạn làm bài tập chỉ có lợi thôi, chứ không có bất cứ một cái thiệt hại nào cả. Cũng không phải là tốn thời gian đâu, bởi vì chúng ta bỏ thời gian ra để học mà, nên không thể coi đấy là phung phí thời gian được. Nhớ chưa? Nên các bạn phải làm bài tập nhá. Đặc biệt này, đối với những bài làm tốt, chị sẽ lưu lại và chia sẻ cùng với các bạn trong lớp mình để chúng ta học tập. Và sẽ có quà tặng cho những bạn làm bài tập chăm chỉ, chất lượng bài tập tốt, làm bài nghiêm túc. Nhớ chưa? Có quà tặng cả đấy. Nên là các bạn lấy đó làm cái động lực nữa nhá, để chúng ta chăm chỉ làm bài. Đồng ý không? Ok chưa nào? Đấy. Thế thì sau những cái vẻ đẹp này thì bây giờ này, bây giờ chúng ta mới có phần B. Tương ứng với vẻ đẹp toàn diện thì chúng ta có ý thứ hai, phần B nhỏ là số phận bất hạnh. Đồng ý chưa ạ? Đấy. Thế thì tất cả những cái phần kiến thức này
Chị sẽ gửi tới các em thông qua phần tài liệu buổi 1, tài liệu bài 1 nhá. Đồng ý chưa ạ? Đấy, và chị sẽ gửi kèm với tài liệu bài 2 mà ngày hôm nay chúng ta học. Nhưng sẽ có một số những cái yêu cầu các bạn cần phải thực hiện thì chúng ta mới nhận được tài liệu này. Cụ thể thì sau khi học xong buổi hôm nay, chị sẽ nêu rõ và hướng dẫn các bạn. Còn bây giờ, chúng ta sẽ bước sang một bài học mới trong khóa học này nhé. Đó chính là văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí, trích hồi thứ 14. Đồng ý chưa? Nào, chúng ta đến với văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Rồi, trích hồi thứ 14. Đấy, thế thì ở đây đối với văn bản này thì chúng ta sẽ cần phải tập trung với những mảng kiến thức trọng tâm như sau. Nào, những kiến thức trọng tâm ạ. Ở đây, kiến thức trọng tâm nhất của bài này đó chính là hình tượng nhân vật người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Đồng ý chưa? Đấy. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải nắm bắt được về cái thế lực gọi là đối lập với người anh hùng này, đối lập với cả đội quân Tây Sơn. Đó chính là vua tôi Lê Chiêu Thống và bọn giặc Thanh. Đồng ý chưa nào? Nhá. Đấy, nếu như đây là phe chính nghĩa thì chúng ta còn tìm hiểu để thấy được bộ mặt của cái phe gì nữa nhỉ? Phe phản diện nữa, đúng không nào? Đấy, thế thì ở đây chúng ta cái kiến thức thứ hai đó chính là vua tôi Lê Chiêu Thống. Và quân sĩ nhà Thanh. Đó, chúng ta có hai cái mảng kiến thức chính như vậy. Thế thì ở đây, trong buổi học này, chị sẽ tập trung hướng dẫn các bạn xây dựng bài văn phân tích về hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ nhá. Đồng ý chưa? Nào, chúng ta đến với phần kiến thức về hình tượng người anh hùng. Quang Trung Nguyễn Huệ. Nhớ nhá, đây là cùng một người, nhớ chưa? Đấy, nên là các bạn phải hiểu rõ cho chị điều đó. Ở đây là những bạn nào chúng ta đã đọc ít nhất một lần về văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí này rồi ạ? Ở đây có bạn nào chúng ta đã đọc ít nhất một lần về văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí này rồi ạ? Các bạn bình luận cho chị biết nhá. Những bạn nào đã đọc ít nhất một lần rồi thì có thể bình luận nào. Điểm danh cho chị biết đi, điểm danh cho chị biết là những bạn nào chúng ta đã đọc văn bản này rồi, ít nhất một lần. Đồng ý chưa? Ít nhất một lần nhá. Nào để chị xem là có những bạn nào chúng ta đã chăm chỉ tìm hiểu về chương trình lớp 9 rồi nhỉ? Còn những bạn nào chúng ta giữ một cái tâm hồn thật là trong sáng, thật là ngây thơ, rồi được học những cái gì thì học cái đó thôi, không cần phải chuẩn bị gì cả. Đấy, thì chị cũng biết được thông qua cái phần điểm danh này của các bạn luôn đấy. Nào, cho chị biết nào, những bạn nào nhỉ? Những bạn nào chúng ta đã đọc về văn bản này rồi? Ok không? Đồng ý chưa? Ôi nhiều thế này á, một cánh tay xinh xinh rồi, chị đã thấy cánh tay của Kim Chi rồi nhá. Em đọc rồi, Minh Anh đọc rồi này, Quỳnh Anh đọc rồi, Quỳnh Trang đọc rồi, Thanh An đọc rồi. Chị ơi, không có phần 3 đánh giá và kết bài à? Em ơi, tất cả những phần còn lại của bài văn, bao gồm cả luận điểm đánh giá và phần kết bài, thì chị sẽ để ở trong phần tài liệu cho chúng mình nhá. Đồng ý với chị không nào? Đấy, chị sẽ để trong phần tài liệu của chúng mình để các bạn có thể tự do thoải mái nghiên cứu và áp dụng cho cái cách viết của mình. Có ai bị nó không hiện nào các bạn ơi? Hình dung ra không?
Sao chỉ có mấy bạn đã đọc rồi như thế này nhở? Ít thế. Chị ơi, chỗ em mưa cúp điện mới có lại chị ạ. Rồi không sao, nếu như mà mình có thể được vào học được rồi thì tập trung nhá. Em đọc qua và nghe giảng trên YouTube luôn rồi. Ôi xịn thế, đã nghe giảng luôn rồi đây này. Nguyễn Mai đọc rồi, Khánh Linh đọc rồi, Trần Linh, ok, chị đã thấy cánh tay của em. Thùy Anh chưa đọc, không sao, vẫn có thời gian nhá. Cái này chị hỏi không phải là để so sánh hay là để chê trách những bạn chưa đọc. Chị chỉ muốn tìm hiểu là các bạn háo hức như thế nào với cả chương trình lớp 9 thôi. Thế thì ở đây, những bạn đã đọc rồi chị thấy rất là nhiều. Vậy, cho chị biết rằng là qua việc các bạn đã đọc như thế, các em có thể sử dụng một số những danh từ hoặc một số những tính từ để nói về nhân vật này được không ạ? Nhân vật người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Không cần phải phân tích gì cả, các bạn chỉ cần nêu ra một vài những cái từ ngữ mà các em cảm thấy phù hợp để nói về hình tượng nhân vật này trong văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí nào. Ví dụ bây giờ có một người chưa bao giờ đọc đây, ví dụ như là chị đại diện cho các bạn chưa đọc về văn bản này đó, chị đại diện cho Tú Quỳnh này, chị đại diện cho Thùy Anh này và tất cả các bạn chưa đọc văn bản này. Thế thì bây giờ bọn chị muốn hỏi là các bạn ơi, thế thì người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ ở trong văn bản này là người như thế nào thế? Là người như thế nào mà chúng ta lại cần phải phân tích đấy? Thế thì các bạn có thể chia sẻ những cái cảm nhận ban đầu của các bạn được không? Nào, xin mời các em. Sân chơi này của các bạn. Xin mời các bạn đưa ra cái ý kiến của mình nhá. Đồng ý chưa? Đồng ý không? Chị thì chị đang háo hức lắm. Không biết là các bạn có những cái cảm nhận ban đầu như thế nào về nhân vật này? Đừng quá đặt nặng nhá, các bạn chỉ cần là tìm trong cái vốn từ của mình, lục lọi trong cái vốn từ ngữ của mình những cái từ ngữ phù hợp nhất để nói về nhân vật này thôi. Bởi vì chúng ta đọc rồi mà, nên là chắc chắn ít nhiều sẽ có những sự ấn tượng. Anh dũng, quả cảm, thông minh, gan dạ. Uầy, cảm ơn Thanh An rất là nhiều nhá. Qua cái sự giới thiệu của em thì chị chắc chắn là bạn nào chưa đọc là muốn đọc luôn đây này. Người anh hùng mạnh mẽ, quyết đoán trong tính cách, có trí tuệ sáng suốt, sâu xa, nhạy bén. Ôi tuyệt vời luôn. Có lẽ như là nhân vật này hội tụ tất cả những cái vẻ đẹp phẩm chất tốt đẹp của một người anh hùng nhỏ. Chị thấy là qua lời giới thiệu của các bạn thì có lẽ là như thế đấy. Có lẽ là như thế đấy. Người anh hùng chính trực, thanh liêm, sáng suốt, yêu nước, sáng suốt, oai phong. Là một con người có trí tuệ sáng suốt và nhạy bén. Người có tầm nhìn xa trông rộng. Uầy, đúng, đúng là một người anh hùng dân tộc luôn nhở. Tất cả những gì hoa mỹ nhất, đúng không ạ? Tất cả những lời ca ngợi tốt đẹp nhất các bạn đã dành để nói về nhân vật này rồi. Háo hức quá trời luôn. Những bạn nào chưa đọc thì chắc là bây giờ đang rộn ràng hết ở trong lòng, chỉ muốn mở sách ra đọc luôn. Thậm chí là muốn chị thôi chị đừng nói nữa để em còn tập trung đọc, đúng không? Đây, ở đây nhá, chị ghi nhận tất cả những cái lời giới thiệu của các bạn. Và các bạn cũng cần phải biết được rằng là những cái cảm nhận đấy của các em rất đáng trân trọng đấy, đúng không? Bởi vì là đây là những cái cảm nhận rất tự nhiên của các bạn. Và thật là thành công khi mà những cảm nhận ấy đúng với cả những gì chúng ta cần phải làm rõ ở nhân vật này. Vậy thì bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn để chúng ta thiết lập một bài văn phân tích về nhân vật nhé. Thế nhưng các bạn ơi, các em có thấy băn khoăn một điều như thế này không? Mỗi bạn một ý kiến, đúng không ạ? Vậy đáp án nào cho tất cả những cái ý kiến này đây? Ý kiến nào mới là đúng? Đâu mới là một cái dàn ý đầy đủ, chi tiết và chính xác về nhân vặt này? Đó, đúng không? Chúng ta đặt ra một cái băn khoăn như vậy. Thế thì ở đây, các bạn học trong khóa học xong ấy, rồi chúng mình sẽ đến với những buổi học ở trên lớp, đúng không ạ? Thì khi mà các bạn đến với những buổi học ở trên lớp thì chị cũng xin dự báo luôn, đấy là có thể những kiến thức các bạn được học sẽ không giống hoàn toàn với phần chị hướng dẫn ở đây đâu. Thế thì như vậy là sẽ có người đúng, sẽ có người sai ư? Không phải như vậy đâu các bạn ạ. Mà là ở đây, đối với những hình tượng nhân vật mà có rất nhiều những vẻ đẹp phẩm chất ý, thì về mặt bản chất, những phần phân tích, những cái dàn ý phân tích, nếu như có khác nhau ấy, thì chỉ là khác nhau về cách chia luận điểm thôi, chỉ khác nhau về cách đặt để dẫn chứng thôi. Còn về bản chất thì vẫn đúng như nhau. Hiểu không ạ? Vẫn đúng như nhau, vẫn là làm rõ cho những phẩm chất ấy của nhân vật. Chỉ là đặt để số thứ tự khác nhau này. Ví dụ ở đây có bạn nói là người anh hùng thanh liêm chính trực, người anh hùng quả cảm yêu nước. Thế nhưng có bạn thì lại nói là người anh hùng yêu nước trước,
xong rồi mới đến quả cảm. Xong rồi có bạn lại bổ sung thêm cả một người anh hùng như thế nào nhỉ? Công bằng này, có tài dùng người này, tầm nhìn xa trông rộng này. Đấy, thế nên là vẻ đẹp của nhân vật này sẽ hội tụ tất cả những cái ý kiến đấy của các bạn nhé. Đồng ý chưa? Và chị cũng xin nói luôn là ở đây chị đưa ra một phần dàn ý phân tích chi tiết. Thì các bạn có thể dựa vào đó để chúng ta biết được rằng là cái dẫn chứng này trong tác phẩm có ý nghĩa là như thế này. Đồng ý chưa? Cái dẫn chứng này trong tác phẩm có ý nghĩa là như thế nào? Thì các bạn sẽ nắm được cái điều đó, rồi chúng ta linh hoạt sử dụng trong những bài viết của chúng mình. Đồng ý với chị không? Và hôm nay chị có một người bạn đồng hành mới mẻ một chút xíu, đó chính là bộ tài liệu riêng chuyên sâu về văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí mà đã được các anh chị 2K7 năm ngoái ở trong khóa học VIP sử dụng. Đấy, thế nhưng mà năm nay đối với khóa học VIP 2K8 thì sẽ là bộ tài liệu phát triển hơn từ bộ tài liệu này. Hiểu ấy chị không ạ? Nghĩa là sẽ không giống y hệt như thế này mà sẽ tiếp tục chuyên sâu hơn, đầy đủ hơn, kỹ lưỡng hơn nữa và có thêm những cái phần dẫn chứng độc đáo hơn nữa. Đó, đồng ý với chị không nào? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau bắt tay vào viết luôn nhé. Trước tiên ạ, một bài văn thì phải có phần mở bài này. Sau đó đến với phần thân bài và phần kết bài, đúng không? Thế thì phần mở bài ở đây chị lại muốn một cái điều như thế này. Nghĩa là tất cả các cái văn bản rồi các bạn ơi, nghĩa là tất cả các cái văn bản mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta phân tích ở trong khóa học này ấy, là chị sẽ đều hướng dẫn các bạn viết những phần mở bài thật là mới mẻ để chúng ta biết thêm một cái kỹ năng viết mở bài nhá. Và tất cả các mở bài chị sẽ hướng dẫn các bạn là đi từ những đoạn thơ đi ạ. Hôm trước chúng ta viết về chuyện người con gái Nam Xương, chúng ta có một mở bài bằng đoạn thơ rồi đúng không? Hôm nay đến với nhân vật người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, chúng ta cũng đi từ một đoạn thơ các bạn ạ. Nảy ra trong đầu các bạn có đoạn thơ nào không? Chị nghĩ là sẽ hơi ít đấy đúng không ạ? Nếu như hỏi các bạn như thế là sẽ hơi khó đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là ở đây chúng ta phải nhớ đến và phải nghĩ đến những cái đoạn thơ, hoặc là nói về người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, hoặc là nói về trận đánh mà đội quân Tây Sơn đã tiêu diệt 29 vạn quân Thanh, hoặc là nói về cái tinh thần yêu nước ở trong văn học trung đại, đúng không ạ? Đấy, hoặc nói về truyền thống yêu nước của nhân dân ta. Đó là những cái đoạn thơ mà chúng ta hướng tới để mà chúng ta muốn dẫn dắt ở đây, đúng không? Đó, ok. Thế thì ở đây nhá, chị cũng sẽ đi từ một đoạn thơ. Và đoạn thơ này vừa nói về truyền thống yêu nước của nhân dân ta, lại vừa nói về, có nhắc đến về hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ trong cái trận chiến lẫy lừng với quân Thanh như sau ạ. Đó là những câu thơ ở trong bản trường ca Hỡi sông Hồng Tổ quốc 4.000 năm. Đồng ý chưa ạ? Nhá, ở trong bản trường ca Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Đồng ý chưa? Đấy, chị sẽ bắt đầu từ những cái vần thơ ở trong tác phẩm ấy để chị dẫn dắt ở trong bài này. Các bạn đã bao giờ nghe đến những vần thơ ấy chưa? Các bạn đã bao giờ nghe đến cái trường ca Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng chưa? Đây, ở đây có những câu thơ rất hay như thế này. Hỡi sông Hồng tiếng hát 4.000 năm, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Chưa đâu, và ngay cả trong những ngày đẹp nhất, khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, Nguyễn Du viết kiều đất nước hóa thành văn, khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, hưng đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng. Đó, chắc là các bạn đã từng nghe đến câu là Nguyễn Du viết kiều đất nước hóa thành văn. Nhưng mà cả một cái đoạn thơ như thế này thì chắc là các bạn mới nghe lần đầu thôi, đúng không? Đây, chị viết ra nhá, các bạn lưu ngay vào trong cái kho dẫn chứng của mình. Đi từ cái câu thơ như thế này: khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc. Nguyễn Du viết kiều đất nước hóa thành văn.
lại cưỡi voi vào cửa Bắc. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây ạ. Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng. Đấy, đồng ý chưa? Đây chính là những cái câu thơ ở trong bài thơ Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng của tác giả Trế Lan Viên các bạn nhé. Của tác giả Trế Lan Viên, các bạn có thể chủ động tìm kiếm, cả bài thơ rất là dài và rất hay. Đấy, thế thì với đoạn thơ này chị sẽ dẫn dắt như thế nào? Về những trang sử vẻ vang của đất nước, nhà thơ Trế Lan Viên đã từng viết nhá, đồng ý chưa? Đây, về những trang sử vẻ vang của đất nước, nhà thơ Trế Lan Viên đã từng viết. Thế thì khi mà bên trên chúng ta đã viết như thế này rồi thì bên dưới chúng ta không cần phải trích tên tác giả ra nữa nhé. Bởi vì bên trên chúng ta nói rồi, nếu bên trên các bạn chưa viết thì bên dưới chúng ta trích tên tác giả ra giúp chị. Về những trang sử vẻ vang của đất nước, nhà thơ Trế Lan Viên đã từng viết. Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, Nguyễn Du viết kiều, đất nước hóa thành văn. Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng. Chúng ta thấy nhân vật chính của chúng ta xuất hiện trong một câu thơ nho nhỏ như thế này. Quang Trung Nguyễn Huệ đây ạ, nhá, trận chiến cưỡi voi vào cửa Bắc chính là trận chiến mà đội quân Tây Sơn đánh bại 29 vạn quân Thanh. Đồng ý chưa? Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục dẫn dắt để nêu ra tác phẩm này. Suốt 4.000 năm oai hùng. Nào, nêu ra đối tượng chính nhá. Suốt 4.000 năm oai hùng. Phải trận chiến thần tốc. Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, chị mượn luôn cái câu thơ của tác giả để dùng trong phần dẫn dắt này. Đó, khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, đại phá quân Thanh. Chính là một trong những trận chiến xuất sắc hoặc là lẫy lừng. Chính là một trong những trận chiến lẫy lừng, đồng ý chưa? Đánh dấu một mốc son chói lọi sáng ngời trong lịch sử nước nhà. Đó, đánh dấu một mốc son chói ngời trong lịch sử nước nhà. Và bây giờ bắt đầu nêu ra tác phẩm này. Tất cả những chiến công oanh oanh liệt liệt ấy, tất cả những chiến công oanh oanh liệt liệt đã được tái hiện chân thực
và sáng rõ trong tiểu thuyết Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Đồng ý chưa? Nào, nêu ra tác phẩm đấy đã được tái hiện chân thực trong tiểu thuyết Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Đồng ý chưa nào? Của nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái. Rồi, nêu ra được tác phẩm rồi thì bây giờ chúng ta nêu vấn đề nghị luận, chính là hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, dùng một câu như sau. Đặc biệt hình tượng người anh hùng đặc biệt hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ đã được khắc họa rõ nét trong hồi thứ 14 của tác phẩm này. Ok chưa? Đấy, thế là chị em mình đã có một cái mở bài phải nói là siêu độc lạ luôn. Chị đảm bảo là các bạn sẽ rất khó để có thể nghe và có thể biết được những cái đoạn thơ phù hợp để chúng ta liên hệ và sử dụng, viết nên những phần mở bài độc đáo. Nhưng quan trọng là phải đúng nhá. Thế thì ở đúng ở đây là như thế nào? Thứ nhất là chị có phần dẫn dắt. Các bạn quan sát vào đây để chị hướng dẫn cách để chúng ta học tập từ một phần viết mẫu này. Chúng ta đọc, chúng ta thấy hay thì chúng ta sẽ cần phải nắm bắt được tại sao người ta viết được như thế, đúng không ạ? Thì ở đây chị chia sẻ luôn cho các bạn nhé. Đấy, đem đến cho các bạn sản phẩm rồi thì bây giờ hướng dẫn các bạn cách làm luôn. Ở đây chị trước tiên là chị dẫn dắt, thì những câu văn dẫn dắt của chị bắt đầu từ đầu cho đến đây nhá. Chị dẫn dắt dựa trên chủ đề, dựa trên nội dung chủ đề, dựa trên nội dung về hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ với trận đánh oai hùng trong lịch sử, trận đánh cưỡi voi vào cửa Bắc để tiêu diệt 29 vạn quân Thanh. Chị viết như sau ạ. Về những trang sử vẻ vang của đất nước, nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết: khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, Nguyễn Du viết kiều đất nước hóa thành văn. Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng. Suốt 4.000 năm oai hùng, trận chiến thần tốc khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc đại phá quân Thanh chính là một trong những trận chiến lẫy lừng, đánh dấu một mốc son chói lọi sáng ngời trong lịch sử nước nhà. Sau đó, chị nêu ra tác phẩm này. Đây, bắt đầu từ đây là nêu ra tác phẩm nhé. Tất cả những chiến công oanh oanh liệt liệt ấy đã được tái hiện chân thực trong tiểu thuyết Hoàng Lê Nhất Thống Chí của nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái. Nêu được tác giả tác phẩm này, sau đó nêu ra vấn đề nghị luận. Đặc biệt hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ đã được khắc họa rõ nét trong hồi thứ 14 của tác phẩm này. Ok chưa? Đấy nhá, đấy là phần mở bài. Các bạn có hiểu không ạ? Phản hồi cho chị biết nào, chúng mình có hiểu không? Và các bạn có ghi kịp không? Chị đã viết siêu chậm rồi đấy nhá. Chị đã viết siêu chậm rồi. Chị thấy có một số bạn vẫn còn thắc mắc. Đấy là buổi đầu hình như học hơi nhanh, em chưa viết kịp nên hôm nay là chị đã viết siêu chậm rồi đấy. Các bạn hãy mau chóng nhá. Hãy mau chóng bắt kịp với cả tốc độ của bài học nào. Ố, màn hình bị gì á? Bị gì á? Không bị làm sao đâu em ạ. Không bị làm sao đâu. Chắc là lúc ấy có một số lúc bị trục trặc đúng không? À, cái điện thoại này các bạn ơi,
Nếu như bạn nào chưa biết thì hôm nay chị đã đổi điện thoại khác để phát trực tiếp rồi đấy ạ. Chị đã đổi điện thoại khác để phát trực tiếp luôn rồi đấy. Nhưng mà điện thoại này thì nó có cái chế độ lấy nét ở trên tay của chị này này. Thế nên là có những lúc mà nó lấy nét ở tay nên những cái dòng chữ xung quanh là khó nhìn thấy. Lúc mà chị bỏ tay ra ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ. Đồng ý chưa? Đổi luôn chứ. Đổi luôn. Đồng ý không? Mờ mờ ảo ảo à. Đúng rồi đấy. Đấy là nó bị ao nét các bạn ạ. Nó lấy nét ở tay của chị thế nên là bị như thế. Hiểu không nào các bạn ơi? Các bạn hiểu chưa? Nhớ nhá, là viết cùng với chị luôn, không phải là đợi chị viết xong rồi mới chép. Mà các bạn lên lớp 9 chúng ta phải có cái kỹ năng này giúp chị. Thầy cô nói đến đâu viết đến đấy, không cần phải đợi thầy cô ghi thì mới chép. Nhớ chưa? Viết đến đâu chúng ta ghi lại đến đấy, cảm thấy cần thiết với mình ghi lại luôn. Thế mới là chủ động chứ. Không còn cái kiểu học như cấp 1 hay là lớp 6, lớp 7 là thầy cô đọc chép đâu, không có. Lớp 9 muốn học tốt trong tất cả các môn là các bạn phải chủ động ghi chép. Không thầy cô không viết lên bảng cũng tự ghi nếu chúng ta cảm thấy phần đấy cần thiết. Đồng ý không nào? Đấy, chứ chị viết ra ở đây không phải là để viết xong rồi các bạn mới bắt đầu ngồi chép đâu. Các bạn có thấy là chị vừa viết, chị vừa đọc không? Thì các bạn hãy viết theo cái lời đọc đấy của chị nhá. Nhớ chưa? Đấy, chứ không phải là đợi bây giờ chị viết xong rồi mới ngồi hì hục chép xong rồi bảo học không kịp là chị cũng chịu luôn đấy. Chị cũng không thể đợi được đâu. Rồi, đấy là phần mở bài. Ok ạ. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là phần thân bài, phần quan trọng nhất đây ạ. Mở bài có hay đến đâu thì cũng không thể nào làm thay được nhiệm vụ của phần thân bài. Thế thì trong thân bài chúng ta có những luận điểm như sau. Có bạn nào còn nhớ không ạ? À, chúng ta sẽ có những luận điểm chính. Luận điểm 1 là chúng mình sẽ khái quát về tác giả tác phẩm. Luận điểm 2 là chúng mình sẽ đi vào phân tích hình tượng người anh hùng này. Và luận điểm 3 là chúng ta sẽ cùng với nhau đánh giá. Rồi, ok chưa? Thế thì ở đây chúng ta sẽ tập trung nhé. Trong khuôn khổ của buổi hôm nay thì chị muốn tập trung với các bạn đến với phần quan trọng nhất, chính là luận điểm phân tích nhá. Còn phần khái quát và đánh giá này, các bạn xem này. Đối với thông tin về nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái và về tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí đã có rất là nhiều những phần tài liệu có thể sẽ được gửi tới chúng mình. Và đầy đủ nhất thì sẽ nằm trong bộ tài liệu của khóa học Văn VIP cho 2K8 nhá. Đồng ý không? Rồi, còn ở đây thì chị sẽ tập trung cùng với các bạn trong phần phân tích này này. Đây sẽ là phần nhiều điểm nhất. Vậy thì phân tích về hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, chúng ta cần có những luận điểm như thế nào? Bước sang trang mới cùng với chị thôi ạ. Đây rồi, về người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Thì chúng ta sẽ có những cái ý chính như sau. Đây, đã gọi là người anh hùng thì chắc chắn sẽ là những phẩm chất tốt đẹp. Đúng không ạ? Chắc chắn sẽ là những phẩm chất tốt đẹp. Các bạn thông cảm với chị nhá, chị mà để gần máy thì nó lại lấy nét rất là nhiều. Nên là các bạn sẽ nhìn thấy màn hình nó cứ mờ mờ ảo ảo. Như là cái cảnh Vũ Nương quay trở về ấy. Đúng không? Nhưng mà ở đây nếu mà chị giơ cao lên một chút thì nó sẽ đỡ đi cái chế độ đấy. Đó, ok chưa nào? Rồi, thế thì về hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, chúng ta có những cái vẻ đẹp như sau này. Chị sẽ đi theo dàn ý mà chị đã sử dụng để hướng dẫn các anh chị 2K7 luôn nhá, để các bạn cũng nắm bắt được. Ở đây, vẻ đẹp đầu tiên chính là khát vọng độc lập, tinh thần yêu nước, thương dân. Đầu tiên là khát vọng độc lập, tinh thần yêu nước, thương dân. Đây sẽ là cái phẩm chất đầu tiên. Đó, và cũng là cái phẩm chất gọi là tiêu biểu nhất. Và chúng ta có nhiều những cái chất liệu để phân tích nhất. Bây giờ sẽ đi vào phân tích luôn cùng với chị nhá. Nào, đầu tiên ạ, A nhỏ chính là khát vọng độc lập. Tinh thần yêu nước, thương dân.
Rồi, ok. Thế thì ở đây với ý này chúng ta sẽ có những dẫn chứng như thế nào? Trước tiên nhá, chúng ta đến với phần đầu của văn bản. Chắc là các bạn vẫn còn nhớ khi mà phần đầu văn bản tác giả đã nói về cái hoàn cảnh khi mà quân Thanh Sang xâm lược nước ta. Quân Thanh Sang lại được cái sự hậu thuẫn của vua Tôi Lê Chiêu Thống, nên là vào thành Thăng Long một cách vô cùng đơn giản và dễ dàng. Thế thì khi mà nghe được tin ấy, lúc bấy giờ Nguyễn Huệ vẫn là một Bắc Bình Vương, mới là vương thôi nhá, chưa là vua, nên chúng ta chưa thể gọi là vua Quang Trung được. Đấy, thì Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ khi nghe được tin là quân Thanh vào thành Thăng Long một cách quá đỗi dễ dàng, thế thì đã vô cùng tức giận. Khi nghe tin báo, giận lắm, liền họp các tướng sĩ định thân chinh cầm quân đi ngay. Đấy là cái dẫn chứng đầu tiên, đúng không ạ? Nhá, khi nghe tin này. Khi nghe tin quân Thanh vào thành Thăng Long hoặc là chiếm thành Thăng Long một cách dễ dàng. Người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ khi ấy là Bắc Bình Vương, đúng không? Đã như thế nào? Nêu ra dẫn chứng giúp chị. Vô cùng tức giận, giận lắm. Rồi gì nữa ạ? À, họp các tướng sĩ rồi định thân chinh cầm quân đi ngay. Đó, đấy là những dẫn chứng đầu tiên chúng ta có được. Thế thì từ những dẫn chứng này các bạn sẽ phân tích như thế nào đây? Điều gì đã thôi thúc người anh hùng này, điều gì đã thôi thúc Bắc Bình Vương định thân chinh cầm quân đi ngay? Nếu như không phải là một con người mang trong mình cái tinh thần yêu nước mãnh liệt thì có lẽ đã không tức giận nhiều như thế, thì có lẽ đã không sốt sắng nhiều như thế khi mà nghe tin quân giặc tràn vào nước ta. Đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta cũng như thế thôi. Khi mà chúng ta nghe tin là bờ cõi nước nhà bị xâm chiếm, khi mà chúng ta nghe tin là có quân giặc lăm le xâm phạm và giờ đây chúng ta tiến đánh và xâm chiếm nước ta, thì có người Việt Nam yêu nước nào mà có thể ngồi yên được không ạ? Vậy thì ở đây là một vị chủ tướng, là Bắc Bình Vương, thì người anh hùng Nguyễn Huệ cũng không thể nào ngồi yên được. Chính cái thái độ tức giận này, chính cái sự sốt sắng định thân chinh cầm quân đi ngay của người anh hùng này đã giúp chúng ta thấy được cái tinh thần yêu nước mãnh liệt. Đúng không ạ? Đã giúp chúng ta thấy được cái tinh thần yêu nước mãnh liệt. Định thân chinh cầm quân đi ngay để làm gì? Để đánh đuổi quân thù, để bảo vệ đất nước. Nên là những thái độ suy nghĩ ấy đều như thế nào? Đều xuất phát từ trái tim yêu nước mãnh liệt. Tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ thù nào có thể giày xéo lên đất nước mình. Đúng chưa? Một tinh thần dân tộc vô cùng mạnh mẽ, tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập. Đúng không ạ? Nhá, đều xuất phát từ trái tim yêu nước mãnh liệt, từ khát vọng độc lập lớn lao, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ thù nào có thể giày xéo lên đất nước mình. Đấy, đấy là dẫn chứng đầu tiên. Các bạn ơi, các em có hiểu cách phân tích không? Chúng mình hiểu cách phân tích không ạ?
cho chị biết phản hồi đi. Vừa rồi là phần mở bài, thì phần đó các bạn sẽ dần dần quen cách viết thôi. Nhưng mà cái phần phân tích này là phần quan trọng nhất này. Thì ở đây chúng ta có trong tay dẫn chứng nhá. Chị hướng dẫn các bạn cách nêu ra dẫn chứng và cách chúng ta phân tích dẫn chứng ấy luôn. Thì các bạn ơi, chúng mình có nắm được không? Có nắm được không ạ? Nào nào, có nắm được không? Đấy, chị nghĩ là cái tốc độ nói của chị là vừa phải rồi đấy, cũng không quá nhanh đâu. Nên là những bạn nào chúng ta chưa quen ấy, thì các bạn buộc là chúng ta phải quen dần đi. Bởi vì học trên lớp sẽ còn nhanh hơn nữa. Thậm chí là sẽ là những cái ý khái quát thôi, không được chi tiết và không có nhiều thời gian để chúng ta phân tích cặn kẽ đâu. Nên các bạn lại càng phải tập trung nhiều hơn nữa. Đấy, đấy là lý do mà chúng ta, bởi vì thời gian học trên lớp có hạn và càng ngày thì càng cần cái sự chủ động tìm hiểu của các bạn học sinh. Nên nếu như bạn nào mà đã mất gốc rồi thì rất khó, rất rất khó, hoặc là phải vô cùng nỗ lực và dành nhiều thời gian tự học thì chúng ta mới lấy lại gốc được về môn văn đối với năm lớp 9 nhá. Đấy, nên là các bạn có xu hướng đi tìm kiếm những khóa học là bởi như thế. Bởi vì rằng là thời gian trên lớp của chúng ta có giới hạn, các bạn cũng biết điều đấy mà, đúng không? Đấy, một văn bản Hoàng Lê Nhất thống chí như thế này, ở trên lớp chúng ta học một tiếng với học một tiết với 45 phút mà tất tần tật những kiến thức về tác giả, tác phẩm và phân tích, nên là tất cả những dẫn chứng sẽ chỉ mang tính liệt kê ra và tổng kết những cái ý chính thôi. Đấy, nhưng mà đi thi thì người ta đâu cho chúng ta viết dàn ý như thế đâu. Đi thi là chúng ta phải viết cả bài hoàn chỉnh, mà bài càng sâu thì mới được điểm càng cao. Nên chị rất mong các bạn thông qua cái chiến dịch này, chúng ta dần dần xây dựng cho mình cách viết và cũng hiểu được là chúng ta có cần thiết để tham gia những cái khóa học để chúng ta có thể bổ sung kiến thức và có người theo sát cho chúng mình trong tất cả các văn bản hay không nhá. Đồng ý chưa? Đấy. Rồi, nếu như mà các bạn thấy là tự bản thân mình có thể dựa vào phần tài liệu ở trên lớp này và dựa vào phần tự đọc, tự học của bản thân, có thể tự phân tích được một cách đầy đủ, kỹ lưỡng, chi tiết thì rất là tốt. Còn bạn nào mà thấy bản thân mình chưa thể tự làm được điều đó ấy, thì chị khuyên là chúng ta nên tìm hiểu về những cái khóa học phù hợp với cả cái nhu cầu của mình. Ví dụ như là nhu cầu của em cần linh hoạt này, đấy, học phí ưu đãi, học phí sẽ tức nghĩa là phù hợp, có không quá đắt giống như chúng ta đi học offline, đúng không? Rồi lại xem đi xem lại được nhiều lần thì các bạn có thể tham khảo về những khóa học online. Cái này là chị hướng dẫn và chia sẻ chân thành cùng với các bạn luôn đấy nhá. Đồng ý chưa? Đấy, bởi vì là thời gian của các bạn bây giờ, các bạn giống như là những ông vua thời gian ấy, có rất nhiều thời gian, nhưng mà điều đó vô tình chung lại khiến chúng ta chúng ta chủ quan, chúng ta lười tìm hiểu và chúng ta vẫn còn ung dung lắm. Nhưng chị nghĩ cái điều đó không tốt đâu. Nếu như cần thiết ý, các bạn nên tìm hiểu luôn và tham gia những cái khóa học để khi vào trong năm học rồi chúng ta có sự ổn định luôn. Đồng ý chưa? Rồi, đấy là ý đầu tiên nhá. Chị đã thấy phản hồi của các bạn ở đây. Đó, cố gắng là phân tích thật là kỹ vào. Có dẫn chứng rồi là mình phải phân tích kỹ chứ, đúng không? Tiếp tục ạ, tiếp tục. Chúng ta thấy là sau khi mà người anh hùng này, sau khi mà Bắc Bình Vương tức giận như thế, định là thân chinh cầm quân đi ngay, nhưng được các tướng sĩ khuyên bảo, nên là Bắc Bình Vương mới quyết định là sẽ làm gì? À, ở đây là Bắc Bình Vương nghe lời khuyên bảo của các tướng lĩnh nên đã cho lập đàn ở trên núi Bân, tế cáo trời đất cùng các thần sông, thần núi, chế ra áo cổn, mũ miện, lên ngôi hoàng đế, đổi năm thứ 11 niên hiệu Thái Đức của vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc làm năm đầu tiên niên hiệu Quang Trung. Lễ xong thì hạ lệnh xuất quân và hôm ấy nhằm vào ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân. Rồi, thế thì ở đây chúng ta có cái sự kiện thứ hai, cái dẫn chứng thứ hai, đó là vào ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân. Tức nghĩa là vào năm 1788. Thì có sự kiện gì diễn ra? Thứ nhất là có sự kiện Bắc Bình Vương lên ngôi hoàng đế. Và lấy niên hiệu là Quang Trung. Từ đây chúng ta đã có thể sử dụng là người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ rồi đấy.
Điều thứ hai là ngay khi mà lên ngôi xong, tế cáo trời đất xong, là quang minh chính đại rồi, là người đứng đầu của một đất nước, lãnh đạo đội quân của đất nước đó để mà đánh đuổi quân xâm lược, là đường đường chính chính rồi nhá. À, nhân đây thì chị giải thích như thế này, chị tin là có nhiều bạn chưa rõ đâu, rằng là tại sao cứ phải nói quan trọng hóa cái việc lên ngôi như thế. Bây giờ đã là Bắc Bình Vương thì có quân sĩ ở trong tay thì cứ như thế mà đi đánh trận thôi, chứ cần gì là phải lên ngôi hoàng đế, đúng không ạ? Cứ gọi là cứ hình thức dườm già. Thật ra không phải như thế đâu, cái này nó là thuộc về tư tưởng đấy các bạn ạ. Nếu như Nguyễn Huệ chỉ là với danh nghĩa của một Bắc Bình Vương mà đem quân thân chinh đi đánh đuổi quân Thanh ý, thì rất có thể cái trận đánh ấy sẽ là một trận đánh không đường đường chính chính để mà đối đầu với cả quân thù, và sẽ rất khó để có thể quy tụ được lòng dân. Trong xã hội phong kiến các bạn biết rồi đấy, đó là gì nhở? Là trung quân thì ái quốc, nghĩa là nghe theo vua, trung thành với vua nghĩa là yêu nước. Những người yêu nước là những người trung thành với nhà vua. Vậy bây giờ muốn quy tụ được lòng dân thì buộc là phải lên ngôi vua, thì điều đó mới có thể thống nhất được trong dân gian, thống nhất được trong nhân dân. Cũng giống như là lời khuyên của các tướng lĩnh đấy, đồng ý chưa ạ? Nên là về mặt lòng dân thì việc lên ngôi vua này là vô cùng cần thiết. Thứ hai là về gọi là về mặt về cái sự chính nghĩa, đường đường chính chính, thì việc lên ngôi vua sẽ biến trận chiến này là một trận chiến bảo vệ dân tộc. Đồng ý chưa ạ? Nhắc là một trận chiến bảo vệ dân tộc, một trận chiến vệ quốc đấy. Hình dung ra không nào? Nhưng mà đây là trong thời kỳ trung đại phong kiến nên chúng ta không dùng cái từ vệ quốc. Nhưng chúng ta hiểu nó giống như là những trận kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của chúng ta, là nhân dân ta một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, nên là nhất tề đứng lên để chống lại quân thù. Thì ở đây cũng như vậy, là toàn thể nhân dân một lòng chung quân ái quốc, đứng lên để đánh đuổi quân thù, bảo vệ đất nước một cách đường đường chính chính. Thêm nữa, trong thời kỳ phong kiến ý, cái sự chính nghĩa, phe ta phe địch, và cái quan niệm đâu là phe chính nghĩa, đâu là phe phi nghĩa, quan trọng vô cùng, quan trọng cực kỳ luôn các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ có chính nghĩa thì mới được ông trời phù hộ, chỉ có phe chính nghĩa thì mới có được cái chiến thắng lẫy lừng. Còn nếu như không phải phe chính nghĩa thì kể cả có chiến thắng đấy cũng là cái chiến thắng vô cùng nhỏ mọn. Đồng ý chưa ạ? Là những cái chiến thắng hèn hạ, nó không quang minh chính đại, không xứng đáng được ca ngợi. Đấy, nên là cái vấn đề về ngôi vị, về chức tước rất là quan trọng. Chính cái hành động lên ngôi vua này của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc, và biến cái trận chiến của đội quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc đánh đuổi quân Thanh trở thành một trận chiến theo cái hình thức là vệ quốc đấy, là toàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của nhà vua đường đường chính chính đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Đó là trận chiến của phe chính nghĩa đánh đuổi phe phi nghĩa. Đồng ý chưa ạ? Nhá. Và khi chiến thắng thì chiến thắng của phe chính nghĩa ấy sẽ vô cùng lừng lẫy và xứng đáng được lưu danh thiên cổ. Đồng ý chưa? Những kẻ bất nghĩa tiêu vong ngàn năm chỉ có anh hùng lưu danh mà. Đấy, nên là phải là phe chính nghĩa thì mới xứng đáng được lưu danh thiên cổ. Nên hành động này quan trọng lắm. Và Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ từ việc thấu hiểu được cái điều đó, anh minh sáng suốt, và đặc biệt là sự thôi thúc của cái khát vọng độc lập này nên sẵn sàng đứng lên làm tất cả mọi thứ để nhanh chóng tiến quân ra Bắc và đánh đuổi quân thù. Hiểu ý chị chưa ạ? Các bạn nhá. Đấy, nên là chị cố gắng dành thời gian giải thích kỹ cho các bạn, nên đừng bạn nào chúng ta bỏ qua cái dẫn chứng này của chị. Nhớ chưa? Đừng bạn nào bỏ qua. Tha thiết mong mỏi các bạn đấy. Đấy, rồi tiếp tục này, ngay khi mà lên ngôi hoàng đế thì trong ngày hôm đó luôn, lễ xong thì vua đã hạ lệnh xuất quân nhá, hạ lệnh xuất quân. Để mà ngay lập tức bắt đầu cái trận chiến đánh đuổi quân thù. Đây tiếp tục là hành động, là những cái quyết định và hành động sáng suốt
dứt khoát, một lòng vì nước, vì dân. Đồng ý chưa ạ? Đấy, và bây giờ này các bạn ơi, bước sang cái dẫn chứng thứ ba này mới quan trọng này, là được coi là cái phần kiến thức trọng tâm nhất của văn bản này. Các bạn có muốn chị hướng dẫn không ạ? Nào, bây giờ chúng ta mới đến cái phần kiến thức vô cùng quan trọng, chính là cái lời hiệu triệu, lời phủ dụ của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Và đây là đoạn văn có thể coi là trọng tâm nhất và hay nhất trong văn bản này. Các bạn có muốn chị hướng dẫn cách phân tích không? Nào các bạn ơi, các bạn có muốn chị hướng dẫn cách phân tích của cái đoạn văn này không ạ? Nào nào chúng mình ơi, tập trung vào đây chưa? Đồng ý không? Chị thấy số lượng các bạn xem là đã tụt xuống rồi đấy. Chứng tỏ là cái khóa học này cũng là một cái lần sàng lọc, xem là bạn nào chỉ học theo phong trào và bạn nào bền bỉ đến cùng. Kiến thức thì sẽ không thể nào đến với chúng ta theo cái kiểu chớp nhoáng đâu. Nên là ở đây chị đã biết được những bạn nào chăm chỉ rồi nhá, những bạn nào bền bỉ đến cùng rồi nhá. Còn những bạn nào mà tham gia học theo phong trào là chị cũng đã nắm bắt được rồi. Đấy, nên là có lẽ là chị chỉ cần tập trung vào những bạn nào thực sự quan tâm và chăm chỉ thôi. Đúng chưa? Có ạ, à, có ạ. À. Rồi, chắc là các bạn bình luận cái từ này dễ nhất nên là đồng ý không? À, có bạn bảo là em chưa đọc nên là em chưa biết ý, chị có thể tóm tắt nội dung của văn bản này không? Về phần tóm tắt thì em có thể xem lại, đúng rồi đấy, em có thể xem lại những phần video mà chị vẫn còn lưu lại trên fanpage Học Văn Chị Hiên Cho Cơ Sở về chiến dịch tiếp cận văn 9. Chị đã cùng đọc này, cùng phân tích, cùng tìm hiểu và nắm bắt chung được cái mạch tự sự của văn bản này, hay chính là phần tóm tắt đấy. Đấy, còn trong khuôn khổ một buổi học đã gọi là học chuyên sâu, nên chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để mà chúng mình tóm tắt lại từ đầu đâu. Đấy, có lẽ cái phần đó thì khi mà có nhiều thời gian hơn ở trong khóa học văn VIP thì chị sẽ làm cùng với các bạn. Còn ở trong khóa học mùa hạ này, một khóa học ngắn hạn thôi, thì chị cố gắng làm sao tập trung vào phần quan trọng nhất để các bạn thấy được nhá. Ok, bây giờ chúng ta đến với phần quan trọng nhất ạ, đó chính là lời phủ dụ quân lính. Nào, lời phủ dụ quân lính của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Đây, cái lời phủ dụ này nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái buổi họp quân ý, nhà vua muốn hiệu triệu lòng quân, hiệu triệu lòng dân, thuyết phục mọi người cùng quyết tâm tham gia đánh giặc, thì vua đã có lời phủ dụ. Ở đây chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là một lời kêu gọi, nhưng mà là một lời kêu gọi của một nhà vua đối với binh lính đang cận kề với một trận chiến vô cùng cam go. Thế thì nhà vua có nói với cả quân lính như thế này. Nào các bạn mở sách giáo khoa trang 66 giúp cho chị. Đây là toàn bộ phần này ạ. Các bạn thấy chị đánh dấu chẳng chỉ không? Bởi vì ôn với các anh chị 2K7 rất là nhiều rồi, và đây luôn luôn là cái đoạn trọng tâm nhất. Thì các bạn lắng nghe ở đây nhá. Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các người đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải giống nòi nước ta, nhá, không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Đấy là điều đầu tiên mà vua Quang Trung nói. Vậy các bạn thử xem là cái lời nói đầu tiên này có ý nghĩa gì? Vua đang muốn nói đến điều gì ở đây? Vua đang muốn nói đến điều gì ở đây ạ? Còn nhớ, trong bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam ta, đó chính là văn bản sông núi nước Nam đấy, nước Đại Việt ta đấy. Nhá, chúng mình đã từng học rồi, lớp 6 hay lớp 7 gì đấy. Thế là các bạn đã từng được lắng nghe và từng được học sông núi nước Nam, vua Nam ở. Đúng không ạ? Nam quốc sơn hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Đấy, thế thì ở đây bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên muốn khẳng định nền độc lập thì đầu tiên là phải khẳng định rõ là đất nước ấy có quyền độc lập tự chủ. Đúng không? Thì ở đây trong lời phủ dụ này, vua Quang Trung trước tiên cũng nói về cái quyền độc lập tự chủ của đất nước ta. Đây,
Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng. Phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Phân định rõ ràng nhá, không có chuyện là cai trị hộ cho nhau đâu. Không bao giờ có cái chuyện đấy. Đấy, đồng ý chưa? Nên là cái lý lẽ đầu tiên mà vua đưa ra là khẳng định nền độc lập. Đây, nhá, lý lẽ đầu tiên đưa ra là khẳng định nền độc lập, quyền tự chủ của dân tộc ta. Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng. Phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Đây chính là việc khẳng định nền độc lập, phân định rõ ràng. Cũng giống như cái tinh thần ở trong nước Đại Việt ta ấy. Nhá, nước Đại Việt ta. Đấy, ok chưa? Sông núi nước Nam, vua Nam ở. Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư đấy. Đúng không ạ? Nhá, đấy, ok chưa? Đó, đấy chính là về cái ý đầu tiên mà vua Quang Trung muốn khẳng định. Hay là trong tất cả những cái bản tuyên ngôn độc lập khác, ví dụ như Bình Ngô Đại Cáo, bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 của dân tộc ta, thì tác giả Nguyễn Trãi cũng đi từ cái nguyên lý nhân nghĩa và khẳng định những cái quyền độc lập tự chủ. Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Đúng không? Hay hiện đại nhất, gần đây nhất chính là bản tuyên ngôn độc lập thứ 3, bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đi từ những cái bản tuyên ngôn lỗi lạc trong lịch sử thế giới để mà khẳng định cái quyền độc lập của dân tộc Việt Nam. Thế nên là muốn khẳng định cái điều gì về tinh thần dân tộc thì trước tiên là phải khẳng định cái quyền độc lập tự chủ, để mà khơi dậy, để mà người ta biết được rằng là tôi đang làm đúng, tôi đang đi theo chính nghĩa, tôi đang bảo vệ cái quyền chính đáng của tôi, của gia đình tôi, của đất nước tôi. Ok chưa ạ? Đấy, sau đó này, sau đó mới đến cái ý thứ hai. Sau đó này, từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể nào chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ. Đúng không ạ? Nhá, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, giấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng đi. Đó, đồng ý chưa? Và đuổi được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy, Bắc Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi hại được mất ấy đều là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. Các bạn có thấy phần này giống như phần chúng ta đưa ra dẫn chứng trong đoạn văn nghị luận xã hội không? Bây giờ nói có sách thì mách phải có chứng. Đúng không ạ? Lời nói của một vị vua không thể nào chỉ nói suông được. Nói có sách, nói rằng là đất nước ta có quyền độc lập tự chủ, và tất cả những kẻ xâm phạm vào quyền độc lập tự chủ ấy là những kẻ phi nghĩa và sẽ bị trừng trị thích đáng. Thế là ngay lập tức có dẫn chứng luôn, dẫn chứng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Nên ý thứ hai sẽ là gì? Mạch lập luận chặt chẽ thể hiện ở việc vua đã vạch trần tội ác của kẻ thù và khẳng định truyền thống nước ta từ bao đời nay không bao giờ chấp nhận làm nô lệ. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Đồng ý chưa? Nhá, vạch trần tội ác của kẻ thù này. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đấy, thế là đi từ cái nền độc lập tự chủ, sau đó khẳng định cái tội ác của kẻ thù để khơi dậy cái lòng căm thù giặc. Và lòng căm thù giặc ấy, để mà có thể đứng lên chiến đấu được ấy, thì còn rất cần cái tinh thần tự tin. Đồng ý chưa? Tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Thế thì để có được tinh thần ấy, nhà vua đã nêu ra cái lịch sử huy hoàng lừng lẫy của dân tộc, để thấy được rằng là gì? Bây giờ nếu như binh lính cũng đứng lên chiến đấu thì cũng sẽ nối gót theo những vị anh hùng trong lịch sử, đứng lên bảo vệ đất nước, oanh oanh liệt liệt, lừng lẫy, cái chiến công như thế.
Hiểu không? Nên là chị thử hỏi nhá, chúng ta nếu như được nghe cái lời hiệu triệu này, được nghe cái lời phủ dụ này thì chắc chắn là sẽ như thế nào ạ? Hừng hực cái tinh thần chiến đấu. Đúng chưa? Bởi vì sao? Là vua Quang Trung đã đi từ những cái lý lẽ vô cùng chặt chẽ này, rồi mạch lập luận cũng rất là như thế nào ạ? Cũng rất là mạch lạc, không ai có thể nào mà chen vào được, cũng không ai có thể lật đổ được, không ai có thể mà đi ngược lại với cả những cái chân lý này được. Vô cùng chặt chẽ như thế nhá. Thế là đầu tiên này, khẳng định nền độc lập tự chủ, vạch trần tội ác kẻ thù để khơi gọi tinh thần để khơi gọi lòng căm thù giặc, khẳng định truyền thống yêu nước để khích lệ cái tinh thần chiến đấu, và cuối cùng trước yêu cầu cấp bách phải đứng lên giành lại độc lập cho dân tộc, trước mối nguy quân thù dày xéo đất nước làm khổ nhân dân, với lòng tự tôn trước truyền thống vẻ vang của các triều đại trước, vua Quang Trung đã ra lời hiệu triệu kêu gọi lòng quyết tâm trong toàn quân để mà chiến đấu quân Thanh xâm lược, đề ra kỷ luật nghiêm minh trong quân đội. Đây ạ, ý cuối cùng. Nay người Thanh lại sang mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trong gương mấy đời Tống Nguyên Minh ngày xưa, vì vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực để dựng nên công lớn, chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng. Nếu như việc phát giác ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước. Nghĩa là ở đây vừa là một lời kêu gọi, nhưng không phải là một cái lời kêu gọi sáo rỗng đâu nhá, mà lời kêu gọi ấy còn đi kèm với cả kỷ luật nghiêm minh, để mà vừa là kêu gọi lòng quân nhưng cũng là vừa chỉnh đốn lòng quân. Các bạn thấy không ạ? Cái âm hưởng hào hùng vô cùng như thế. Việc mà tác giả thuật lại cái lời hiệu triệu, lời phủ dụ này quả thực đã đem đến một cái không khí vô cùng oai hùng cho đoạn trích này. Và khơi gọi trong bạn đọc chúng ta ấy, tất cả đều như cũng rộn ràng, tất cả đều như cũng hừng hực khí thế, theo cái tinh thần của đội quân Tây Sơn tiến ra Bắc, một lòng đánh đuổi quân Thanh xâm lược để bảo vệ bờ cõi nước nhà. Đúng không các bạn? Nhá. Nói thật đi, chị đảm bảo các bạn không thể nào phủ nhận được, đó là trong trái tim của chúng ta khi đọc lên những cái đoạn văn như thế này, chẳng cần ai phải định hướng đâu, nhưng mà tự trong chúng ta cũng được khơi dậy một cái tinh thần rất là khí thế, rất là hừng hực, như được sống lại suốt mấy ngàn năm lịch sử như thế, chứng kiến lại biết bao nhiêu xương máu của các anh hùng đi trước đã đổ xuống, tất cả chỉ vì một điều, đó chính là tinh thần yêu nước. Đúng không? Nên là lời phủ dụ này, chị mong mỏi các bạn không chỉ dừng lại ở những trang văn phân tích, không chỉ dừng lại ở những cái bài tập mà các em phải làm, mà quan trọng là sẽ chạm vào được đến cái trái tim của chúng ta, chạm vào được cái tâm hồn của chúng ta, để khích lệ và để khơi dậy những cái tinh thần yêu nước đã phần nào có lẽ đang bị ngủ quên trong chúng mình. Đúng không ạ? Đấy, thế thì từ đây chúng ta thấy được rằng yêu nước là khi mà cần thiết thì cái trái tim ấy, cái tinh thần ấy sẽ thức dậy, sẽ trỗi dậy và sẽ chi phối những cái hành động, suy nghĩ và tinh thần của chúng ta. Vậy ở thời bình, chúng ta yêu nước bằng cách nào? Chúng ta phải tham gia chiến tranh, phải chiến đấu thì mới gọi là yêu nước ư? Không, đúng không ạ? Nhá, ở thời bình chúng ta có thể yêu nước bằng nhiều cách. Các bạn sống trọn vẹn, sống có ý nghĩa với chính cuộc đời của mình thì cũng chính là yêu nước đấy. Yêu bản thân mình, yêu gia đình mình, yêu quê hương mình, rồi sẽ làm nên tình yêu đất nước. Tình yêu đất nước trong cái thời kỳ mà hòa bình như thế này lại xuất phát từ những điều rất giản đơn. Hôm nay học thêm một chút để dựng xây một tương lai tươi sáng. Ngày mai cố gắng thêm một chút nữa để đến gần hơn với ước mơ. Thì đấy chính là những điều mà các bạn đang hoàn thành cái trách nhiệm và nghĩa vụ với đất nước này rồi đấy ạ. Đừng để dành cái tinh thần yêu nước đến khi nào đất nước khó khăn chúng ta mới lôi ra dùng. Không, không phải như vậy. Tình yêu nước nó giống như là một ngọn lửa âm ỉ cháy. Nó có thể cháy nhỏ thôi, xíu xíu thôi, nhưng không bao giờ tắt. Và nó sẽ chi phối và sưởi ấm cho chúng ta. Ngay cả trong những lúc khó khăn thì không nói rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ngay cả trong những cái cuộc sống hòa bình như thế này thì chúng ta vẫn luôn luôn ý thức được trách nhiệm của mình với đất nước.
Trách nhiệm làm gì? Không phải cứ đao to búa lớn đâu. Trách nhiệm là chúng ta xác định được ước mơ tươi sáng của bản thân. Sống có trách nhiệm, sống yêu thương mọi người, đồng ý chưa ạ? Sống một cách tích cực thì đấy đã là chúng ta yêu nước rồi đấy. Nhá, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì nhà văn Ilya Ehrenburg đã từng viết: dòng suối đổ vào sông, dòng sông đổ vào đại trường Giang Volga, con sông Volga đi ra biển. Tình yêu nhà, yêu làng quê làm nên tình yêu tổ quốc. Nên các bạn ơi, em có yêu nước không ạ? Có, chị tin là có. Chỉ là chúng ta có lẽ chưa có những cái cách thể hiện ra thôi. Nhưng các bạn đang cố gắng học như thế này là một biểu hiện của tinh thần yêu nước rồi ạ. Và chị thực sự rất cảm phục các bạn và chị trân trọng tất cả những tinh thần ấy của các em. Các em tuyệt vời lắm đấy các bạn có biết không? Đồng ý không nào? Đó, rồi. Thôi chị lại đi lan man một chút rồi. Chị lại lan man một chút rồi, các bạn gọi là thông cảm cho chị nhá. Cứ động vào những cái vấn đề mà có thể liên hệ với đời sống hiện tại là chị hay đi lan man như thế đấy. Đấy, để chúng ta có những cái giây phút tạm thời hơi xa tác phẩm một chút, nhưng chúng ta sẽ có được cái sợi dây liên kết để gần gũi hơn với tác phẩm này. Văn học trung đại có thể xa xôi so với chúng ta về chiều dài thời gian, nhưng chúng ta có thể chúng ta có thể thu hẹp cái khoảng cách ấy. Chúng ta có thể được sống trong cái không khí của những tác phẩm bởi chính cái tình yêu văn học của mình đấy. Đồng ý không ạ? Rồi, thế nên là ở đây với bài học ngày hôm nay, chị nghĩ rằng là có lẽ cũng đã phần nào đạt được cái mục tiêu chị đề ra rồi đấy. Đó là không những giúp cho các bạn đến gần hơn với cả văn bản này, mà quan trọng là giúp chúng ta thấy được những cái nội dung vô cùng ý nghĩa của văn bản. Thấy được về phần nào thấy được về chân dung người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ này. Đấy, và phần nào hiểu được cách phân tích những cái câu nói, những cái đoạn trích ở trong tác phẩm này. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta cảm thấy yêu lịch sử nhiều hơn, yêu nước nhiều hơn. Nhiều hơn một chút thôi thì cũng là nhiều hơn rồi. Đồng ý chưa nào? Các bạn ơi, các bạn còn ở đó không ạ? Chúng mình còn ở đó không? Các bạn ơi, chúng mình còn ở đó không đấy? Có đang nghe chị nói không nào? Ok. Rồi. À, ở đây nếu như bạn nào muốn liên hệ, chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ với những câu văn trong Hịch Tướng Sĩ của tác giả Trần Quốc Tuấn. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Đúng không ạ? Chỉ than trách sao chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng. Đấy, cái tinh thần dân tộc bất khuất như thế cơ mà. Và cái lời văn đăng thép như thế cơ mà. Ở đây, vua Quang Trung Nguyễn Huệ cũng đã thừa hưởng được cái tinh thần ấy để mà thể hiện được đủ đầy trọn vẹn vào một cách lừng lẫy nhất, quyết liệt nhất trong lời phủ dụ này. Chị mong rằng các bạn sẽ coi đây là một cái nguồn động lực để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về văn bản này nhá. Đồng ý chưa? Và như chị đã nói đấy, vừa rồi chị sử dụng cái phần tài liệu mà ở trong khóa học văn VIP các bạn sẽ được trải nghiệm và các bạn sẽ được sở hữu. Bên cạnh đó này, năm nay có những cái sự đổi mới hơn so với năm ngoái nữa cơ, là chúng ta còn được tặng kèm một cái cuốn gọi là cuốn vở luyện viết. Và ở đó sẽ có hai chuyên đề, sẽ có hai cái gọi là hai chặng của mỗi văn bản. Mỗi tác phẩm chúng ta sẽ cùng với nhau đi qua hai chặng. Chặng một là chặng góp gió, nghĩa là chúng ta sẽ cùng đến với và cùng cảm nhận những cái bài văn, những cái đoạn văn phân tích thật là hay, để chúng ta chắt lọc những từ ngữ, để chúng ta học hỏi cách viết, để góp gió mà, góp gió cho cảm hứng văn chương luôn dạt dào mà. Đó, chặng thứ hai thì lại chính là chặng vượt sóng, là chúng ta sẽ cần phải làm những cái bài tập. Mỗi bài tập hình dung như là một con sóng ấy, để giúp cho chúng ta có thêm kiến thức, kỹ năng vững vàng hướng tới kỳ thi và hướng tới con sóng lớn nhất, con sóng cuối cùng là kỳ thi vào 10. Đồng ý không? Vậy nên là với cái nguồn cảm hứng và với ý tưởng như vậy, chị tin rằng là các bạn sẽ học môn văn một cách lý thú hơn đấy. Còn ở đây, đối với hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, chúng ta còn rất nhiều những cái vẻ đẹp nữa. Đó, thì chị sẽ gửi tới các bạn những cái phần tài liệu cụ thể của phần này.
Vậy thì sau buổi 1 và buổi 2 chúng ta sẽ được nhận tài liệu như thế nào? Các bạn quan sát vào đây nhé. Quan sát và theo dõi ở đây cho chị. Chúng ta có tài liệu. Uấy, sấm đấy. Chị vừa nói với các bạn mà bên ngoài sấm chớp cứ đùng đùng luôn, cứ lóe sáng mà chị giật mình luôn đấy. Chúng ta có tài liệu, trước tiên là tài liệu bài 1 về chuyện người con gái Nam Xương. Tài liệu bài 1 chúng ta sẽ bao gồm những điều gì? Thứ nhất, đó chính là bộ tài liệu dàn ý và viết mẫu về bài phân tích nhân vật Vũ Nương. Đấy, chưa dừng lại ở đó nhá. Thứ hai, chị cũng sẽ gửi tới các bạn cái phần kiến thức liên quan đến văn bản này được trích ở trong cuốn vở luyện viết. Dành riêng tặng kèm cho các bạn học sinh trong khóa VIP thôi nhá. Nhưng mà ở đây để mà giới thiệu cho các bạn và để cho các em hình dung được là cái cuốn vở này nó độc đáo như thế nào ấy, chị không thể nào chờ đợi hơn nữa. Nên chị sẽ bật mí một chút xíu cho các bạn trong khóa học mùa hạ này nhá. Đấy, là những cái trang viết liên quan đến văn bản chuyện người con gái Nam Xương trong cuốn vở luyện viết này. Đồng ý chưa? Và vở luyện viết này thì không có bán riêng, chỉ tặng kèm cho những bạn đăng ký khóa học văn VIP thôi ạ. Đấy, nên là bạn nào mà xem xong nhá, mà muốn có được tất cả các văn bản khác ấy thì nhắn tin cho chị hoặc là nhắn tin cho fanpage để chúng ta được tư vấn và đăng ký tham gia khóa học VIP. Chị nhắc lại nhá, ở đây là không có bán cuốn này đâu, nên là các bạn nhớ là tìm hiểu chi tiết và cụ thể giúp cho chị. Đấy là tài liệu bài 1 này. Tài liệu bài 2 là bài ngày hôm nay. Đó là bài về Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Rồi, ok. Thì chúng ta cũng sẽ có hai tài liệu. Một, đó chính là dàn ý và bài văn viết mẫu hoàn chỉnh về hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Đồng ý chưa? Và tất nhiên, phần tài liệu số 2, chị lại tiếp tục bật mí cho các bạn biết là phần kiến thức về tác phẩm này ở trong cuốn vở luyện viết dành riêng cho học sinh khóa văn VIP sẽ có những kiến thức như thế nào nhá. Lại là những cái trang viết được trích trong vở luyện viết về văn bản này. Đấy, quá là hời cho các bạn luôn nhá. Đó, quá là hời cho các bạn luôn. Đáng ra chỉ là chuyện riêng, đáng ra chỉ là tài liệu, gọi là tài liệu độc quyền và riêng cho các bạn trong khóa VIP thôi. Nhưng mà bởi vì các bạn rất là tích cực và tham gia học tập nên chị sẽ bật mí cái phần kiến thức này để các bạn có cái cơ hội được trải nghiệm và hiểu rõ hơn những cái kiến thức trong cuốn tài liệu quà tặng của chúng mình khi tham gia khóa VIP nhá. Ok chưa? Rồi, thế nhưng mà để nhận được tài liệu này các bạn cần làm gì ạ? Các bạn sẽ cần phải điểm danh cho chị. Đồng ý chưa? Không có chuyện là các bạn vào trong học, vào trong này học, không chịu tham gia học, không tương tác gì cả mà cứ thế nhận tài liệu đâu. Chị không đồng ý với việc đấy đâu. Ít ra cũng phải có sự tương tác và nắm bắt được nội dung trong khóa học. Nên chị sẽ đặt ra một số những yêu cầu riêng để các bạn giành được và các bạn nhận được phần tài liệu này. Đồng ý chưa? Tài liệu này là dành cho tất cả các em. Nhưng để chúng ta cùng nhận được thì các bạn theo dõi bài đăng của chị ngay sau buổi học này để chúng ta có thể điểm danh nhận tài liệu nhá. Ok chưa? Đồng ý không? Đấy. Và đừng quên là buổi tối ngày hôm nay cũng là hạn cuối để chúng ta nộp bài tập về nhân vật Vũ Nương. Các bạn mau chóng hoàn thành giúp cho chị. Ok chưa nào? Đấy, các bạn ơi, chúng mình có hình dung ra không? Nhá. Thế thì buổi học ngày hôm nay của chúng mình sẽ dừng lại tại đây với phần kiến thức và với phần phân tích chi tiết một số những cái dẫn chứng, một số những ý chính liên quan đến nhân vật Quang Trung Nguyễn Huệ. Chị mong rằng là với những kiến thức đó, các bạn đã có những cái giây phút sống cùng tác phẩm văn chương. Chúng ta đã có những cái giây phút tạm thời quên đi những cái yếu tố thời tiết không được thuận lợi lắm trong ngày hôm nay. Tạm thời quên đi những cái xô bồ tất bật ở ngoài kia để chúng ta ngồi lại đây mỗi buổi tối như thế này và cùng với chị cảm nhận những cái tác phẩm văn chương.
Ngồi cùng với các bạn ở đây chị cũng đang giật mình thon thót luôn đấy. Sấm chớp ngoài kia đang kinh khủng lắm. Nhưng mà cảm giác như là cùng với các bạn thì mọi thứ nó lại đều trở nên rất là bình yên. Bởi vì chúng ta đang sống cùng văn học mà. Đấy là điều tuyệt vời đấy. Và chị mong sao là tiếp tục những buổi tiếp theo chúng ta lại cùng đồng hành với nhau nhá. Các bạn đừng có chạm tương tác hay là chúng ta đừng có rời đi ở trong khóa này, bởi vì tất cả những điều lý thú nhất vẫn còn ở phía sau. Và buổi học ngày mai chúng ta sẽ đến với văn bản kinh điển, đến với tác phẩm kinh điển, đó chính là tác phẩm Truyện Kiều. Nên là các bạn đọc trước phần tìm hiểu về tác giả Nguyễn Du này, tác phẩm Truyện Kiều và các đoạn trích trong tác phẩm Truyện Kiều mà chúng ta được học trong sách giáo khoa giúp cho chị nhé. Ok chưa? Còn bây giờ thì các bạn đừng quên là trước khi rời đi chúng ta có thể gửi lời chào, lời tạm biệt tới chị và lời chúc ngủ ngon tới tất cả các bạn trong lớp mình. Đồng ý không? Còn bản thân chị thì tạm biệt các em, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau. Bye bye!